Em xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại em đang có mặt tại Big C Savico, Long Biên, Hà Nội. Hôm nay em đi qua đây thì thấy ở đây đang có một cái triển lãm xe ô tô cổ nha các bạn. Đây là một chiếc xe cổ màu vàng, vàng nâu Cadillac. Chúng ta sẽ cùng đi vòng quanh xe. Những chiếc xe cổ thì sẽ có một cái thiết kế không giống với hiện đại bây giờ. Nhìn kiểu vuông vắn. Đây, như bên này có một chiếc Mac cổ màu đỏ. Thì nhìn nó vuông vuông. Còn kiểu hiện đại bây giờ nó sẽ hơi thanh thoát hơn. Tuy nhiên những cái xe cổ này lại đắt hơn cả cái xe hiện đại bây giờ. Đấy. Thì ở bên cạnh đó đây cũng sẽ có trưng bày phía sau có một chiếc xe Volvo hiện đại. Đây, phiên bản của năm 2023. Giá bán 2 tỷ 3. Đây. Chiếc xe màu đen. Hôm nay ở đây đang có diễn ra sự kiện triển lãm xe. Ít khi ở Big C lại có những cái sự kiện dạng như này. Đây là một con Lexus LS500 năm 2017 với màu sắc màu hơi đen ngả ánh tím một chút, bởi vì ở trong này cũng có nhiều đèn nên ra mình nhìn màu nó không được chuẩn lắm. Hôm nay ở đây có rất nhiều du khách đến tham quan. Em nhìn thấy chủ yếu đây là nhiều người ở trong ngành xe. Bên này cũng có một chiếc xe màu đỏ, xe cổ ấy, biển 51. Nhìn xe này rất xịn. Nhìn có 4 chiếc đèn ở đằng trước, xong rồi lăn hoa. Đây này, đây là chiếc mạch đỏ. Có một anh vào bên trong để anh chụp ảnh. Nhưng như này không được nha các bạn, bởi vì là anh chỗ này là mình chỉ được đứng ở bên ngoài này thôi, chứ nhảy ở trên này là không được. Thực ra có một số triển lãm những xe cổ lâu đời hiện đại như này là người ta còn không cho sờ cơ. Đây, các bạn có thể thấy ở tầng 1, tầng 2 bên trên kia cũng rất là nhiều người xem. Phía tầng 2 trên kia chính là thế giới di động. Còn đây là chương trình múa ca nhạc để khai trương buổi triển lãm. Thì bên dưới có hai cái diễn viên đang múa. Em thì em không chen được xuống bên dưới, mà có một nghệ sĩ đang kéo đàn kia. Thì bên dưới lúc ở đấy đông quá, nên chúng ta xem ở trên này xuống. Đấy, khi nhảy xong là sẽ có một bạn kéo cái tấm bạt này ra. Ngoài ra ở đây còn ở bên ngoài nữa cũng sẽ có một số xe cũ để bán. Ở đây một chiếc xe hình màu sắc. Xe này là để làm cảnh chứ không biết có bán hay không. Ở bên này có cái phía đầu bên kia cũng có một cái. Dán rất nhiều hình kiểu để quảng cáo ấy. Đây, xe cũ thì có rất nhiều xe này. Như Toyota, Mazda. Đây, một đơn vị bán xe cũng khá là lớn ấy. Đây, có những chiếc xe gì? Nissan, Ford. Để mà trưng bày bằng này cái xe ra đây thì cũng rất là tốn công. Chắc người ta phải chuẩn bị trước từ mấy ngày rồi.
ở con xe biển Tứ Quý Bảy. Còn đây là mặt trước của trung tâm thương mại Savico. Hôm nay có sự kiện lên cái vòi nước lại được bật. Nếu mà hôm nào mà vắng khách ấy, ví dụ như ngày thường thứ 3 hoặc thứ 4 ấy vắng khách mà lại không có ai đến, ít người thì vòi nước này sẽ tạm ngừng một thời gian. Xe còn được bày ở bên trong này nữa. Ở cái sân trung tâm thương mại Savico Megamall này rất là rộng. Cứ mỗi dịp cuối tuần là ở đây sẽ có một sự kiện. Như sự kiện của cuối tuần này chính là cái sự kiện xe cổ này. Ở bên ngoài này là những chiếc xe cũ thôi. Còn xe cổ là ở bên trong kia có 3 chiếc. Thì lúc nãy chúng ta đã được xem rồi đó. Đấy. Còn đây là lối đi vào. Cái đèn cứ bị nhấp nháy là do cái đèn đấy, cái tần số quét đèn nhà, cái hệ thống máy quay ấy, nó không khớp nhau nên nó cứ ra hiện tượng nhấp nháy như này. Chứ thật ra là ở bên ngoài đời là cái đèn nhấp nháy này là không nhấp nháy đâu, nó sáng bình thường đấy. Thì ở trong cái Savico này, ngoài Big C ra thì còn là một trung tâm thương mại với nhiều nhãn hàng như Ivy, Moza. Bên này có kính mắt. Đây là trên tầng 2. Trên tầng 2 là một khu vui chơi. Và cũng có mấy khu cũng đang tiếp tục đang nâng cấp sửa chữa. Đây là khu vui chơi giải trí ấy. Xe điện đụng với phim 6D. Ở đây bán dụng cụ như bàn ghế, tủ. Ở đây thỉnh thoảng sẽ có những cái ghế ngồi dạng như này để mọi người chụp ảnh kỷ niệm. Vừa ngồi vừa nghỉ chụp ảnh luôn. Đây là lối ở cửa này. Còn nếu mà rẽ trái xuống tầng bên dưới thì ở bên dưới sẽ có Big C. Giá luôn luôn rẻ. Ở trong Big C này mình nhìn thấy, nhìn chung thì giá cả đa số mặt hàng là sẽ rẻ hơn bên ngoài các bạn. Trừ một số mặt hàng thì có thể bên ngoài sẽ rẻ hơn, nhưng mà phải đến hơn 90% là sẽ rẻ hơn bên ngoài. Nên là mình tính bên trong Big C thôi nha. Còn ở bên ngoài sẽ có những cửa hàng khác nữa thì sẽ không tính. Ví dụ những cửa hàng bên ngoài, những cửa hàng quầy hàng khác không thuộc Big C, chỉ có đi vào bên trong kia mới là Big C thôi. Còn đây là bên ngoài này. Bên ngoài đây thì sẽ có quầy. Đây là quầy đồ chơi, bán đồ chơi trẻ em. Nhiều đồ chơi trẻ em. Còn gà rán nữa. Ở đây có gà rán Lotte lẫn KFC. Kia là Lotte, phía bên trái là Lotte. Đây, đây cũng có một cái biểu tượng chữ lớp, cái vòng 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 cho mọi người chụp ảnh rất là đẹp. Đây, KFC là Lotte cạnh nhau luôn. Bây giờ thì cũng cuối tuần nhưng mà chưa đến buổi trưa. Chưa buổi trưa thì cũng sẽ rất là đông. Đây, có một cái lối để dẫn lên tầng 1. Chỗ lúc nãy của chúng ta là tầng 1, tầng 2. Còn đây là tầng hầm. Ở đây họ còn cho gấp gấu bông nữa. Toàn xe màu hồng luôn. Bao nhiêu gấu ở đây là 5.000 một xu. 15.000 một lần gắp. Các gấu. Bên này cũng có một quầy giữa này vẫn chưa ai sử dụng, đang để làm hoa, hoa đẹp.
nhưng dưới có các nhãn hiệu thời trang. Ở đây là một nhãn hiệu là Fiona. Đây quần áo trẻ em đang sale 200, 250, 99.000. Bán cả trang sức rồi là đồ thể thao. Bên kia đang khuyến mại mua 2 tặng 1. Còn thằng mặt chúng ta chính là Big C. Hơn một nửa phần hầm bên dưới là dành cho Big C. Trong Big C thì có rất là nhiều đồ, chắc mọi người cũng ở nhiều nơi thì cũng có Big C thì cũng giống thế. Thế mình chỉ đi bên ngoài thôi. Bên trong Big C thì chắc cũng trên 90% là các Big C sẽ giống nhau. Tất nhiên là cái cách bài trí, vị trí khác nhau ấy. Tuy nhiên những cái đồ được bày bán bên trong các thứ thì sẽ giống nhau. Đây cửa hàng giày, đây Bali. Phía bên kia có nhà đồ chơi cho trẻ em. Đèn ở đây rất là nhấp nháy. Như ở bên ngoài đời là không nhấp nháy thế đâu. Cái máy của mình nó quay kém quá nên nó bị hiệu ứng nhấp nháy. Như kiểu mình nhìn vào cái tivi màu ngày xưa ấy, tivi bóng hình ngày xưa ấy, quay qua camera thì nó bị nháy. Kiểu tần số quét của cái đèn đấy nó thấp hơn cái tần số quét của mình hay nó nhanh hơn thì nó gây ra cái hiệu ứng nhấp nháy như này. Hơi khó chịu một chút nên xin lỗi các bạn. Đây là cái lối để thang cuốn đi lên. Cái thang ở Big C sẽ rất đặc biệt là phẳng, xong nó găm được cái xe đẩy hàng này để đẩy lên. Còn đây là phía bên ngoài. Bên ngoài vẫn đang trưng bày xe đây. Đây. Hôm nay sự kiện có rất nhiều lãng hoa. Bây giờ xe taxi điện có rất là nhiều. Ở đây có một chiếc taxi điện màu xanh. Kia có một chiếc taxi điện màu đỏ nữa.